Tỷ ba cửa. Bài 8, tương ứng với phần 8 bài 1 quyển 3 giáo trình Hán ngữ phiên bản mới. Đầu tiên là từ đàm luận, bàn. Thán. Thán. Âm Hán Việt là đàm. Từ này dùng với những đề tài nghiêm túc hơn, còn từ léo hay léo thiêr chỉ nói chuyện, tán chuyện tùy ý. Bàn cái gì? Thán sớm á? Thán sớm á? Đang bàn cái gì? Giải thán sớm á? Giải thán sớm á? Đang bàn công việc. Giải thán công rủa. Giải thán công rủa. Đang bàn về âm nhạc. Giải thán y yue. Giải thán y yue. Cô giáo Lâm và thầy giáo Vương đang bàn về âm nhạc. Lý lão sư và Wang lão sư zài tán yin yue. Lý lão sư và Wang lão sư zài tán yin yue. Đầu tiên cô giáo Lâm hỏi: "Thầy Vương, thầy thích âm nhạc không ạ?" Wang lão sư, "Nǐ xǐ huān yīn yuè ma?" Bây giờ là cách nói người mê âm nhạc, nguyên văn là âm nhạc mê. Yīn yuè mí. Yīn. Yīn. Yuè. Yuè. Mí. Mí. Yīn yuè mí. Yīn yuè mí. Trong đó từ mí đã học trong từ lạc đường. Mí lủ. Tôi là một người mê âm nhạc. 我是一个音乐迷. 我是一个音乐迷. Trong thực tế cũng có thể lược từ y chỉ số lượng 1 đi. 我是个音乐迷. 我是个音乐迷. Thích chứ? Tôi là một người mê âm nhạc. 喜欢啊. 我是个音乐迷. 喜欢啊. 我是个音乐迷. Bây giờ là từ riêng với nghĩa tính riêng. Quang. Quang. Riêng CD. Ở đây chỉ đĩa CD. Quang CD. Quang CD. Riêng công trình mới. Quang xin kiến trúc. Quang xin kiến trúc. Riêng giáo viên nước ngoài. Quang ngoại quốc lão sư. Quang ngoại quốc lão sư. Riêng nhà nghỉ khách sạn. Quang lữ quán phàn điện. Quang lữ quán phàn điện. Riêng CD thì đã có. Quang CD chiều yếu. Quang CD chiều yếu. Mấy trăm liền. Kháo chí bãi. Kháo. Chí. Bãi. Kháo chí bãi. Kháo chí bãi. Mấy trăm cái liền, ở đây chỉ đĩa CD, dùng lượng từ trang với những thứ có mặt phẳng mỏng. Kháo chí bài trang. Kháo chí bài trang. Mấy trăm cái liền đấy, chỉ đĩa CD.
好几百张呢，好几百张呢。Riêng CD thì đã có mấy trăm cái đấy. Quang CD 就有好几百张呢. Quang CD 就有好几百张呢. Riêng giáo viên nước ngoài thì đã có mười mấy vị đấy. Quang ngoại quốc lão sư 就有十几位呢. Quang ngoại quốc lão sư 就有十几位呢. Riêng nhà nghỉ khách sạn thì đã có mấy mươi nhà đấy. Quang lữ quán phản điện 就有几十家呢. Quang lữ quán phản điện 就有几十家呢. Bây giờ hãy nhắc lại từ đầu một lần nữa. Cô giáo Lâm và thầy giáo Phương đang bàn về âm nhạc. Lý lão sư và Wang lão sư tại thán y yue. Lý lão sư và Wang lão sư tại thán y yue. Thầy Phương, thầy thích âm nhạc không ạ? Wang lão sư, nǐ xǐ huān yīn yuè ma? Thích chứ, tôi là một người mê âm nhạc. Xǐ huān à, wǒ shì ge yīn yuè mí. Xǐ huān à, wǒ shì ge yīn yuè mí. Riêng CD thì đã có mấy trăm cái liền đấy. Quang CD 就有好几百张呢. Quang CD 就有好几百张呢. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Cũ mới. Chiều xin. Cứ đi thẳng về phía đông. 一直往东走. Đau đầu, sốt, ho. Thấu thấn, pha sao, khớ sầu. Nhận điện thoại. Chia điện hỏa. Tiêu chảy. La tủ dữ. Đã bị viêm đường ruột. Tớ là tráng yến. Nhân viên nghiệp vụ. Yê ủ yến. Tầng 18 trên lầu. Lấu sảng 18 tầng. Tiền thuê nhà. Pháng du. Bên cạnh chính là ga tàu điện ngầm. 旁边就是地铁站. Phải trả lời thư cho em gái mình. Để cái uốn mềm mềm khuấy xỉn. Khép sách lại, gấp sách lại. Khớ sảng su. Khí hậu đặc biệt hanh khô. Chị hậu thở biệt can giỏ. Ăn một miếng điểm tâm. Chí khoai điển xin. Ôn tập bài khóa. Phủ xí cung khở. Rất cảm ơn ba mẹ cho tôi cơ hội này. Khấn cảm xìa phủ mù kế ủa trợ cơ chí huệ.
很感谢父母给我这个机会。một tiếng đồng hồ, 1个小时, 1个钟头, biến hóa rất lớn, 变化很大, Thượng Hải không lớn bằng Bắc Kinh, Sa Hải mới yếu Bắc Kinh đà, không lớn như công viên của Bắc Kinh. Mấy yếu Bắc Kinh ở công viên chưa mà ta. Mùa đông. Tung thiên. Dự báo thời tiết. Thiên chỉ ủy bảo. Mấy độ liền. Khó chỉ tủ. Cho nên cảm giác. Số y cảm chế. Nhiệt độ không khí của Thượng Hải cao hơn Bắc Kinh nhiều. Sa Hải đã chỉ温比北京高得多. Bởi vì trong nhà không có sưởi. Yên vì ưu tử lì mới yếu nhoán chỉ. Các gia đình thông thường, các gia đình bình thường. Ý ban ở gia đình. Trong nhà nghỉ và khách sạn. Lý quán khứ phản điện lý. Bàn về âm nhạc. Thái y nhuệ. Riêng CD thì đã có. Quang CD chưa hiểu. Người mê âm nhạc. Y nhuệ mỹ.